niệm về bên của ông Philip Roth hay là khái niệm về của bên những cái hiệp hội bán tin Hoa Kỳ, cái thứ đó, tùy vào cái trường phái mà cái tin của các bạn muốn hướng đến là như thế nào thì nó sẽ có những cái quan điểm marketing riêng. Thì ở trong marketing dục cũng như vậy luôn, nó sẽ có khái niệm về marketing dục, thì nói chung nó sẽ chỉ là việc làm sao đó để thỏa mãn được nhu cầu của người bệnh và phục vụ được cái việc mà chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và ngoài ra marketing dược còn giúp cho cái việc mà đảm bảo cung ứng thuốc, chất lượng thuốc tốt và có giá phù hợp với cái điều kiện kinh tế của tùy vào đất nước. Ví dụ đối với lại đất mình là kiểu là đang phát triển đi, thì cái mức giá phải phải lựa chọn cái thuốc có cái mức giá nào phù hợp. Mình sẽ ít dùng cái thuốc hàng còn sáng chế độc quyền hơn, đổi lại là mình sẽ ưu tiên lựa chọn thuốc generic nhiều hơn. Đó là những cái chính sách đưa vào trong marketing dược. Và ngoài ra nó sẽ có những cái về những cái nghiên cứu về phân tích chi phí hiệu quả của cái thuốc đó đối với lại từng cái trường hợp bệnh cụ thể, để có thể đưa ra được những cái lựa chọn những cái thuốc mà tốt nhất, đảm bảo là sử dụng an toàn, hợp lý, hiệu quả cho người bệnh. Ví dụ giống như đối với lại những cái mặt hàng thuốc ung thư đi, đa phần thì đó là thuốc đặc trị, giá của nó sẽ rất là cao, thì bác sĩ sẽ đưa cho chúng ta nhiều cái lựa chọn. Ví dụ giống như là mình có thể dùng thuốc của hãng mà ví dụ giống như là người ta có thế hệ mới á, nhưng mà cái dòng mới á, nhưng mà nó vẫn còn trong thời hạn sáng chế độc quyền, thì nó sẽ bị mắc hơn gấp gấp 3 4 lần luôn. Thì mình nếu như mình có khả năng kinh tế mình có thể dùng được, nhưng mà mình phải cân nhắc là mình duy trì cái trong cái thời gian bao lâu, tại vì do là ung thư mình sẽ phải điều trị lâu dài á. Hoặc đó là nếu như không được thì mình có thể đổi qua linh động hơn, lựa chọn những thuốc generic, là không phải là nó không tốt mà là cái dòng đó là cái dòng sản phẩm chưa có gọi là chưa nó chưa có nó không có tiên tiến bằng thôi, chứ nó vẫn đáp ứng được điều trị tốt đối với cái bệnh đó của mình. Thì mình cân nhắc, và bên người làm quản trị và bên marketing dược cũng vậy, người ta phải cân nhắc lựa chọn đó để đưa vào cái danh mục thuốc người ta để tư vấn được cho bệnh nhân của người ta, đưa vào danh mục thuốc của bệnh viện phù hợp với lại mô hình bệnh tật của cái khu vực đó, của cái chuyên khoa bệnh viện đó, để sử dụng cho hợp lý. Chứ bây giờ ví dụ giống như bạn không có làm marketing dược tốt á, các bạn đưa những cái thuốc nó bị quá quá giá tiền, nó không có được ổn định cái nhu cầu của người bệnh, mà trong khi đó bệnh viện của bạn đang ở khu vực vùng núi, điều kiện kinh tế người ta không có cao, bạn không có linh hoạt trong vấn đề đó, bạn chỉ quan tâm là thuốc tốt, thuốc đạt chất lượng, cái nguồn hàng đó thì không có đảm bảo, như vậy thì cũng không có được được kiểu là cái quyền lợi của bệnh nhân người ta không có được hoàn thiện đó. Thì các bạn phải xem xét ở nhiều góc độ ha. Thì giống như cô nói là mình sẽ vừa xem xét về cái mô hình bệnh tật, đó là bệnh viện chuyên khoa hay là bệnh viện đa khoa, rồi chuyên về những cái bệnh nào thường hay gặp ở ví dụ như vùng núi là thường hay gặp về những cái bệnh gì so với lại đồng bằng thì ít hơn, kiểu là như vậy để mình lựa chọn thuốc cho nó phù hợp. Rồi bản chất của marketing dược á, nó là việc thực hiện chăm sóc thuốc. Chăm sóc thuốc các bạn nghe nó ngộ ha, thì chăm sóc thuốc ở đây á, là mình phải lựa chọn thuốc như thế nào, nó giống như nãy giờ cô nói á, lựa chọn thuốc như thế nào nó có hợp lý hay không để đáp ứng được cái nhu cầu điều trị của người bệnh. Là mình phải coi toàn diện cái tổng thể, trên cái về mặt về giá, về chất lượng, về cái độ sẵn có của cái thuốc đó. Luôn quan tâm đến cái thuốc đó, cái nguồn hàng nó có ổn định, nó đảm bảo hay không, chất lượng như thế nào ha, thì gọi là chăm sóc thuốc đáp ứng được, miễn sao nó có thể đảm bảo được cung ứng thuốc, chăm sóc sức khỏe của người bệnh và đảm bảo là điều trị an toàn, hợp lý, hiệu quả cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị hợp lý, chứ không có phải là chỉ có thiên về bên sản xuất hay là kinh doanh đâu. Marketing dược là hướng tới người bệnh nhiều hơn.
so với lại bên marketing chung á, cái trường phái marketing chung á thì là người ta sẽ hướng tới lợi nhuận, người ta tập trung về bên gọi là cái sự thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng. Thì ở đây á không ai mong muốn mình bệnh hết, cho nên là cái đó, cái nhu cầu bệnh á thì nó sẽ là không có, nhưng mà mình sẽ hướng tới cái người bệnh ở đây là về cái việc mà đảm bảo được cái hiệu quả điều trị cho người bệnh. Rồi bản chất của marketing dược có là mang tính chất đạo đức xã hội giống như cô nói đó, thì là mấy bạn sẽ phải cân nhắc và đảm bảo được sự cái tính tương đối giữa cái giá tiền và cái hiệu quả đi, đảm bảo giữa cái kiểu là những cái bạn cân nhắc về về nhiều cái khía cạnh, nhiều cái yếu tố tác động đó, để các bạn đưa ra lựa chọn cho danh mục thuốc bệnh viện của bạn phù hợp, chứ không phải là quen biết hoặc là những cái có mối quan hệ nào ở ngoài luồng nào đó rồi mình chọn cái loại thuốc đó mà không chọn những cái loại thuốc những cái thuốc khác đưa vào danh mục. Thì tất cả nó đều là mang cái tính chất về bên thiên về bên đạo đức xã hội nhiều hơn. Và mình phải giữ vững và củng cố cái việc đó, duy trì cái việc đó để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, ở đây đặc biệt là người bệnh ha. Rồi và hướng tới mục chung của xã hội là đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho toàn dân. Nghe những cái từ bên marketing dược nó sẽ hơi nó hơi lạ hơn xíu so với lại marketing chung, là mấy bạn hay nghe là kiểu chăm sóc sức khỏe toàn dân nè, rồi kiểu là danh mục thuốc bệnh viện nè, hay là những cái về bên hồi nãy giống như những cái yếu tố mà hồi nãy cô nói đó, nó sẽ hơi bị nó hơi bị lạ hơn so với lại bên marketing bình thường hiện đại của mình. Và cái quan điểm của marketing dược á thì cũng là người bệnh ở vị trí trung tâm, nhưng mà nó khác với lại marketing truyền thống á, khác với lại marketing chung, marketing hiện đại của mình á, thì thay vì á đối với lại marketing chung, người bệnh ở vị trí trung tâm và phải thỏa mãn được nhu cầu mong muốn của người bệnh, nhu cầu mong muốn của cái người của khách hàng, thì đối với lại marketing dược á thì người bệnh ở vị trí trung tâm là và là đặt người bệnh lên hàng đầu để làm sao đưa cho người bệnh được cái hiệu quả điều trị tốt nhất với cái chi phí thấp nhất có thể, chi phí hợp lý, gọi là mình quan tâm về vấn đề chi phí của thuốc và hiệu quả của thuốc đó. Chứ còn không có phải là về cái yếu tố về số lượng và chất lượng sản phẩm giống như ở bên bên marketing chung được. Thì các bạn để ý cho cô, ở đây á nó sẽ có định nghĩa marketing dược của ông Mickey Smith. Thì ông này ông nói là marketing dược đóng vai trò như chiếc chìa khóa ảnh hưởng hoặc tác động trực tiếp đến nhà sản xuất và người bệnh, và người bệnh được quan tâm đặt lên hàng đầu, đối tượng cần cho sự tồn tại của marketing dược là người bệnh chứ không phải là nhà sản xuất hay là cửa hàng. Các bạn lưu ý vấn đề này ha. Đối với lại marketing chung á, mình vừa phải giúp cho doanh nghiệp tồn tại là bên sản xuất, người ta tồn tại, nhà phân phối người ta có lời, người ta có cái xây dựng hệ thống tốt, thì ở đây á, mình sẽ xoay quanh cái vấn đề là người bệnh nhiều hơn ha, người chỉ là đơn đặc thù là người bệnh thôi, không có xét về các cái yếu tố kiểu là liên hệ, không có kiểu là win-win giống như ở bên marketing chung được. Rồi ngoài những cái quan điểm và bản chất của marketing á thì nó sẽ dựa vào cái gì để cho mình đảm bảo được là mình thực hiện được marketing dược tốt, thì mình sẽ đảm bảo năm cái yếu tố cơ bản, đó là đúng thuốc, đúng số lượng, đúng nơi, đúng giá. Cái này chắc các bạn nghe nó cũng cũng quen rồi đúng không? Có thể là nhiều bạn có thể là đã nghe qua rồi, nhiều khi cần kiểu là đảm bảo năm đúng với lại cái chính sách an toàn, hợp lý, hiệu quả, sẽ có những cái cho người bệnh sử dụng thuốc, có những cái quy định của chính phủ về những cái việc đó để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Có những cái bài
sau khi mà những cái chính sách đó nó đưa ra, có những cái đề tài nghiên cứu là nó về cái đó luôn. Ở đây á, ví dụ giống như năm năm đúng của mình này, đúng thuốc, đúng số lượng, đúng nơi, đúng giá, thì hiện giờ á nha là nó đã được ổn định rồi á. Chứ còn trước đó ở cái khoảng thời gian mà cách đây ở đây cách đây 5 5 năm về trước á, thì cái việc này đối với là một số bệnh viện á, nó vẫn còn chưa có được nó được chưa có được chuẩn hóa ra lắm. Kiểu là lúc đó thì là do bệnh viện á, là người ta cho là những cái bệnh viện những cái tuyến chưa có cập nhật thông tin, cập nhật khoa học kỹ thuật tốt á, người ta chưa có đưa ra những cái phần, có những cái phần mềm chưa, 5 năm trước thì chưa có nhiều, chưa có nhiều cái phần mềm chuyên viết về cho bên bên dược đâu, chưa có những cái phần mềm mà kiểu là loại loại trừ cho mình để giảm sai sót trong cái vấn đề này. Ở đây đưa ra năm đúng á, là mục đích để giảm sai sót. Ví dụ giống như đúng thuốc, bệnh viện nó có bệnh viện đa khoa đi, nó sẽ có nhiều khoa phòng, mỗi khoa chuyên một cái chuyên một điều trị một cái bệnh đúng không, thì đối với lại cái khoa đó nó chỉ dùng một cái nhóm, một vài giống như là kiểu cái số lượng thuốc, ví dụ giống như trong danh mục là 70-80 thuốc đi, thì cái khoa đó nó chỉ dùng cái nhóm ví dụ giống như là 10-15 thuốc thôi, thì cái phần mềm đó, nó sẽ khu trú lại các bạn để tránh sai sót đó. Các bạn có đánh lộn chữ D, ví dụ như các bạn đánh chữ D thì nó sẽ chỉ ra được ví dụ giống như 3-4 cái thuốc liên quan tới chữ D đối với cái khoa đó thôi, nó không có phải là xuất hiện một loạt, một list mấy chục thuốc liên về cái chữ D đó để cho bạn đỡ bị lộn. Và giống như kiểu là những cái tên biệt dược á, nó sẽ bị giống giống tự tự nhau á, khi mà các bạn đánh hoạt chất nó cũng sẽ ra một đống đó, nhưng mà các bạn sẽ phải coi biệt dược bạn lựa thuốc á, tại vì cái này nó cũng bị tác động bởi cái chính sách thầu á, người ta nhận thuốc vào á, người ta dựng nhận một thuốc nhưng mà nhiều biệt dược, thì nhiệm vụ mấy bạn á là các bạn phải phân chia sang mấy bạn xài để cho đảm bảo là cái số lượng thuốc đó nó không có bị hết hạn hoặc như thế nào đó, thì là tùy bác sĩ thôi. Bác sĩ A thích xài vẫn là ví dụ giảm đau hạ sốt, nhưng mà bác A thích xài Panadol thì bác A cho Panadol, nhưng mà bác B thích xài Efaragan, bác B cho Efaragan, là tùy vào bác thôi. Chứ còn cái việc mà đúng chỉ định ở đây là đúng là được ha. Rồi cái đó là về để mục đích của đưa ra cái này, giống như cô chốt lại cho các bạn biết là để hạn chế sai sót ha. Thì á hồi đó là những cái bệnh viện á, người ta sẽ phải làm những cái đề tài nghiên cứu về cái việc mà sử dụng thuốc an toàn hợp lý hiệu quả, hay là đảm bảo phòng tránh nhầm lẫn, tránh sai sót đối với lại cái bệnh viện của người ta, là người ta sẽ phải làm đề tài và báo cáo lên. Thì lúc đó thì nó cũng rất là nhạy cảm, tại vì phải đưa ra số liệu, ví dụ giống như là một ngày đó, trong một ngày bệnh viện số lượng bệnh nhân ở trong bệnh viện là bao nhiêu, ví dụ giống như một ngày bệnh viện đó tiếp 1.000 người bệnh, thì cái tỷ lệ sai sót đối với lại đơn thuốc á, trong một trên trên một ngày là bao nhiêu. Ví dụ giống như thuốc bị trùng trùng bị trùng thuốc á, do bệnh nhân khám nhiều khoa, từ 3 khoa trở lên đi, vẫn là cái thuốc giảm đau, nhưng mà người ta khám ở khoa xương khớp xong người ta qua khám lại bên người ta bị ho, giảm ho sổ mũi, lại cho lại cái thuốc giảm đau hạ sốt nữa, thì nó bị trùng thuốc, thì có thể là phải cân nhắc để bỏ ra. Thì cái đó là lúc đầu hồi đó thì phải xem xét duyệt bằng tay, thì bây giờ nó đã có phần mềm để nó kiểm soát lại cho mình, nó nhắc mình, nó báo đỏ và nó không cho mình xuất toa là như thế nào đó, thì bây giờ nó đã hạn chế khắc phục cái sai sót đó rồi. Hoặc là về bên số lượng, số lượng bây giờ thì là nó sẽ cài mặt, nó không phải là cài mặc định nữa, mà là nó sẽ có những cái mà kiểu toán ở trong đó người ta kèm vào á, để người ta check cái số lượng, nhiều khi là không, giống như cái thuốc đó họ sẽ không có bao giờ trường hợp là dùng dài ngày, dùng thì nó sẽ có những cái thuật toán để nó kèm, nó ngắt đi ha. Và ở đây á, đúng giá thì là nó sẽ là một cái một cái khía cạnh khác về bên đảm bảo về đấu thầu thuốc công khai tập trung của bệnh viện.
Kiểu là niêm yết giá và công khai giá sau khi mà đã trúng thầu. Và đúng lúc ở đây á, là cái việc mà đảm bảo tính sẵn có của thuốc, đảm bảo cái nhà phân phối đó, ví dụ giống như các bạn đã giành được thầu cho bệnh viện thì các bạn phải đảm bảo á, cung ứng hàng cho bệnh viện á, là một lần một đơn đặt hàng của bệnh viện, hoặc là cái thời gian đặt hàng của mỗi lần á, nó sẽ cách nhau bao lâu, bao nhiêu. Tùy vào cái quy định và cái khả năng, tại vì lúc mà các bạn đưa vào trong đấu thầu á, các bạn đưa hồ sơ vào trong đấu thầu thì bạn phải chứng minh được cho bệnh viện thấy á, là cái cơ sở các bạn hoạt động với quy mô như vậy vậy nè, cái khả năng các bạn làm việc được như vậy vậy, để cho người ta biết được, người ta lựa chọn cái thuốc theo đúng, lựa chọn cái việc phân phối hợp lý hơn, chứ không có phải là chỉ căn cứ vào giá không. Rồi đây là cái năm năm cái đúng ở trong marketing dược: đúng thuốc, đúng số lượng, đúng lúc, đúng giá, đúng nơi. Cái việc mà đúng lúc ở đây á, ngoài nãy cô nói cái yếu tố mà của bệnh viện ra, thì nó còn yếu tố là của nhà bán lẻ. Thì các cái nhà bán lẻ, ví dụ giống như nhà thuốc đi, thì nó phải đảm bảo á, là cái sự tiện lợi khi mà trong một cái khu vực dân cư đi, các bạn đi ví dụ giống như khoảng mấy chục mét thì sẽ có một cái tần suất mà có một xuất hiện cái nhà thuốc đó, để đảm bảo là khi mà các bạn cần là các bạn sẽ mua được thuốc hợp lệ, mua được thuốc liền, không không có phải là đi xa quá, kiểu là như vậy, sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu thuốc của khách hàng, và cái địa điểm mua thuốc đó, nó sẽ thuận lợi cho mấy bạn. Thì ở trong những cái có một số cái quy định đó, về cái địa điểm bán thuốc đó, cho cộng đồng, thì nó phải được bố trí thuận lợi sao cho người bệnh người ta đi bằng cái phương tiện bình thường nhất, đến cái nơi mà đến cái nhà thuốc đó là trong khoảng thời gian là khoảng 30 phút trở lại. Thì những cái đó là những cái địa điểm bán người khu vực bố trí để cho người ta dựa vào đó để người ta đưa ra là nên chọn những cái địa điểm nào á. Rồi ở đây ngoài cái việc mà đúng số lượng ra á, thì nó phải là đúng quy cách đóng gói nữa nha mấy bạn. Đúng quy cách đóng gói là cái tính theo cái đơn vị chi nhỏ nhất á, đơn vị ví dụ giống như các bạn là thuốc thuốc dạng ống, thì là quy cách đóng gói là bao nhiêu ống trong một hộp, rồi để cho kiểu là cái việc kiểm soát tính tồn kho nó dễ hơn. Thì giống như bây giờ, hiện giờ trên thực tế các cái công ty kiểu là những cái công ty mà người ta sử dụng công nghệ tốt á, người ta sẽ mua những cái phần mềm về quản lý tồn trữ, chứ không có còn đếm tay nữa nha, tại vì một cái kho thuốc mà các bạn cứ biết chất chồng 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 lên nó chia khu vực này nọ đó, nhiều khi đếm nó cũng bị sai sót. Thì bây giờ cái công việc của thủ kho nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, người ta sẽ đưa vào phần mềm, ví dụ nha, đó là lý do tại sao mà đưa vào cái quy cách đóng gói nè. Ví dụ nếu như cái thùng đó thùng nguyên, các bạn nhập về một đống như vậy, bạn muốn kiểm, các bạn chỉ cần nhập thông tin của cái tên thuốc đó, cái thùng thuốc ở khu vực đó là cái gì, và quy cách đóng gói của nó là gì, 2 vỉ nhân 10 viên, hoặc là tính theo đơn vị gì đó, tùy theo các bạn setup ở trong đó, và các bạn chụp một cái hình của một cái thùng của bạn, nó sẽ tính chiều dài, nó sẽ tính chiều cao, chiều ngang của cái diện tích của cái thùng đó. Rồi xong các bạn scan, các bạn chụp thêm một cái nữa, các bạn scan hết toàn bộ cái khu vực mà chứa cái thuốc mà mấy bạn muốn kiểm tra, dựa vào cái quy cách đóng gói, dựa vào cái kích thước, cái diện tích của một cái thùng hàng, nó sẽ tính ra cho bạn nó là bao nhiêu thuốc luôn. Nếu chỉ cần là các bạn kiểm soát tốt, là các bạn xếp đúng vị trí đúng nơi, thì cái phần mềm nó sẽ làm cho bạn cái việc đó ha. Và cái việc mà còn rồi xong rồi, các bạn chỉ phải phải cần làm đó là sắp xếp đúng xuất nhập thời gian, thời gian nhập hàng, cái thuốc nào mới thì mình trước ra trước, thuốc nào cũ thì dùng sau, để tránh hết thuốc nào cũ thì dùng trước, thuốc nào mới thì dùng sau, thì đúng rồi, để cho tránh cái hiện tượng là bị hết hạn dùng á, phải hủy thuốc.
Thì đó là những cái mà công nghệ hiện giờ người ta áp dụng trong cái việc mà đảm bảo năm đúng này, và cái việc đúng thuốc của mình á, nó phải đảm bảo là bây giờ nó không phải là đúng theo cái kiểu là từng từng cái CB, từng cái CBB hay GMB hay GLP nhỏ nữa, mà nó phải đảm bảo là đúng chất lượng, đảm bảo chất lượng toàn diện luôn, total quality management, nó đảm bảo cái hệ thống, cái quy trình hết luôn. Người ta khuyến khích của mình là theo cái kiểu như vậy. Rồi các bạn sẽ thấy thêm một cái đặc điểm về marketing dược nữa, nó là các cái hệ thống tụi nó sẽ có quan hệ qua lại lẫn nhau, là ở đây nó sẽ phân ra là bốn cái hệ thống, là ngoài đối với lại marketing thường đi, nó sẽ có hệ thống phân phối rồi nhà sản xuất thôi là xong đúng không, thì ở đây á nó có thêm là hệ thống sử dụng và hệ thống bên ngoài nữa. Cái hệ thống phân phối á, thì cũng như các bạn thầy cô đã giới thiệu rồi, là kiểu là cũng là nhà bán buôn bán lẻ, nhà thuốc, rồi để, mấy cái quầy thuốc, công ty bán thuốc, phân phối thuốc này nọ. Ngoài cái đó ra thì còn có hệ thống sử dụng, thì hệ thống sử dụng ở đây á, là có sự xuất hiện của thầy thuốc, người bệnh, và những cái người trực tiếp mà làm trong khoa dược bệnh viện. Còn cái hệ thống cung ứng thì các bạn biết rồi, là về bên nhà sản xuất. Ngoài ra nó còn có thuốc nhập khẩu nữa, và những cái thuốc thuộc chương trình thuốc viện trợ. Thì những cái thuốc thuộc chương trình thuốc viện trợ này á, nó sẽ là theo cái số lượng, cái chính sách, đa phần là cái giá tiền, đa phần là nó sẽ không có tính tiền đối với lại thuốc viện trợ. Nhưng mà bởi vì cái một cái lợi dụng cái khe hở này á, mà nhiều người á, người ta lấy được cái nguồn hàng này, người ta tuồn về để người ta bán thuốc cái kiểu mà giá rẻ hơn với giá thị trường. Tại vì cái chương trình thuốc viện trợ này á, nó chỉ áp dụng cho một số khu vực, những một số đất nước, ví dụ như hỗ trợ cho những cái đất nước mà kém phát triển, đang bị cái tình trạng bệnh đó nhiều. Những cái nước phát triển hơn á, người ta sẽ có cấp phát thuốc viện trợ cho những cái quốc gia cái phát triển, ví dụ giống như gần mình nhất là ví dụ giống như thuốc viện trợ cho Campuchia đi, nó sẽ có những cái về bên những cái dòng thuốc, rồi có nhiều khi là những cái dịch truyền này nọ nữa, nó rẻ hơn so với lại giá của bên mình. Thì lợi dụng cái việc này á, các nhà phân phối thay vì phải theo cái đường chính ngạch là người ta phải chịu thuế, chịu đóng các cái phí về bên hàng hóa, thì người ta sẽ nhập, gọi là nhập, giống như là nhập lậu luôn á, là mang cái thuốc viện trợ về rồi và bán với lại cái giá chung trên thị trường giống như là thuốc bình thường vậy đó. Tại vì mấy bạn lấy cái mà không có tiền, mấy bạn bán thì tất nhiên nó sẽ lời hơn rất là nhiều, nó không có giá trị. Một cái giá trị sản phẩm người ta free cho cái đó, rồi giống như hàng sample, hàng tặng kèm gì đó, người ta hay ghi là hàng tặng kèm không được bán đúng không, thì ở đây thuốc viện trợ cũng vậy, nó sẽ dán một cái nhãn, nó sẽ ghi là thuốc thuộc chương trình thuốc viện trợ hoặc là thuốc chính sách gì đó, nhưng mà cái nhãn này nó rất là hời hợt, các bạn gỡ ra được giống như kiểu mà dán tem vậy đó, nhưng mà tem này thì nó chỉ dán, và cái người mà làm dán cái thuốc viện trợ này hình như cũng có mục đích rồi đó, là người ta sẽ dán bình thường ở dưới đít họ, và dán cái chỗ, cái vị trí là rất là dễ gỡ, mặt rất là phẳng, dán rồi xong mình gỡ ra, nhiều khi mình gỡ khéo đó, nó cũng sẽ không có một cái tì nào về bên một mà cái hư hại về đối với lại cái hộp thuốc gì hết. Rồi cái hệ thống, và ngoài ra nó còn có thêm cái hệ thống là hệ thống bên ngoài, đó là những cái hệ thống, ví dụ giống như là về bên hệ thống quản lý dược á, là người ta sẽ quản lý và chi phối hoạt động của các cái hệ thống khác, và bất cứ một cái tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh chăm sóc thuốc nào á, đều có thể tiến hành marketing dược hết, giống như marketing chung vậy đó. Các bạn là người bán lẻ, bạn phân phối, hoặc là bạn là người bán đại lý, bạn đều có thể thực hiện marketing hết luôn. Nhưng mà quan trọng là cái việc marketing của bạn á, cái nguồn vốn các bạn làm á, nó có được đảm bảo hay không, là tùy vào
cái lựa chọn của các bạn. Rồi, đặc trưng của cái quan hệ, các đặc trưng quan hệ trên cái thị trường thuốc nó sẽ có hai hình thức, thì mình sẽ tiếp xúc với là hình thức đầu tiên là hình thức trao đổi phức tạp. Trao đổi phức tạp đó là đa phần là về đang nói về thông tin đó, thông tin giữa thầy thuốc với dược sĩ, thông tin giữa dược sĩ với lại người bệnh, và thông tin giữa thầy thuốc với người bệnh. Thì ở đây á, tại sao nó là phức tạp, bởi vì á nhiều các bạn có thấy được cái sự mâu thuẫn mà giữa thầy thuốc với dược sĩ không? Các bạn đợi cô xíu nha. Cái hình thức, ủa mấy giờ rồi, 3 giờ rồi. Trao đổi qua lại phức tạp đúng không? Thì bây giờ nó sẽ có cái hình thức nữa. Đó là trao đổi lẫn nhau. Trao đổi lẫn nhau ở đây nhé. Dạ, anh nào tắt mic với em ạ? Rồi, nó sẽ có một cái hình thức nữa là trao đổi qua lại lẫn nhau. Thì ở cái hình thức này nó xuất hiện thêm ba cái thành phần, đó là về bên đối tượng là người bán buôn, người nhà sản xuất, và thành phần thứ ba. Ngoài cái trao đổi phức tạp có ba cái thành phần thầy thuốc, dược sĩ, bệnh nhân, thì ở đây nó có thêm là có người thành phần người sản xuất, và thành phần thứ ba đây á, nó là giống như là các cái công ty bảo hiểm đó, rồi các công ty tư vấn dược, các tổ chức nhân khác không có thuộc những cái nhóm này, thì nó sẽ được gọi là thành phần thứ ba. Như cái việc á mà khi á mà bác sĩ trong viện cái đơn thuốc đó, thì những cái đơn thuốc đó sau đó nó sẽ, nếu như mà thanh toán bảo hiểm á, nó sẽ đơn thuốc này nó ra công ty bên cái bộ phận bảo hiểm, nó sẽ check lại, nó tra lại, nếu như mà bác sĩ không có kê đúng theo cái chỉ định của thuốc, ví dụ giống như là trong cái toa chỉ định đó là bị bên cái thuốc mà bị những cái thuốc mà cái thành phần, cái chỉ định chính của nó, cái công dụng chính trong cái nó là như vậy, nó là ví dụ giống như là gì đâu về dày hoặc là gì đi, nhưng mà cái dùng nó lại khác dùng, cái sự trong cũng không được quy định bằng văn bản giữa cái bên bảo hiểm với lại bên bệnh viện á, thì công ty bảo hiểm nó sẽ yêu cầu cái bác sĩ đó sẽ phải bồi thường, có nghĩa là bồi thường đó. Cô nghe cô không có như cô không có hiểu biết rõ về cái luật ở trong đây, nhưng mà cô nhớ cái trường hợp là bồi thường là không phải là, cô ấn tượng là không phải là bồi thường gấp 3 đâu, mà là bồi thường gấp 10 cái chi phí của cái thuốc đó, chứ không phải là bồi thường gấp 3. Là nhưng mà đa phần á thì sẽ có, tại vì trước khi mà cho nên lý do mà tại sao là phải có cái người nữa là gọi là thư ký y khoa đó, cái người thư ký y khoa là chuyên được đào tạo để đánh máy cho bác sĩ kê đơn thuốc, thì cái người chi phí thư ký y khoa này á, người ta sẽ rất là nhạy trong cái việc mà kiểm tra, là khi mà bác sĩ vừa kê đơn á, bác sĩ kê đơn đọc cho thư ký khoa đánh, thư ký sơ qua cái gọi là cái gu bác sĩ cho thuốc như thế nào rồi á, thì người ta cũng là cái người mà người ta nhắc nhở bác sĩ là cái chỉ định này nè nó không có được dùng cái thuốc này nếu như thanh toán bảo hiểm, kiểu là như vậy, người ta sẽ check lại. Còn nếu như mà có sai sót nữa đó thì bên bảo hiểm, bên bên công ty bảo hiểm đó, nó sẽ truy tố đối với lại bác sĩ là bác phải bồi thường tiền. Nhưng mà đa phần đó, những cái này đó, nó để nó lại mang tính chất chung, mà nó không có kiểu là bác sĩ cô thấy là cũng không có bị trả theo cái kiểu làm trả trực tiếp sòng phẳng như vậy đâu, nó để giống như kiểu là báo công nợ cho một đống vậy đó, mang cái đơn này cũng chắc là đơn vị bệnh viện, rồi cô cũng không biết là nó giải quyết như thế nào á, thì cô không có nắm rõ. Nhưng mà đa phần là cô thấy nếu mà sai sót trong cái chuyện này á thì
bác sĩ, trường hợp bác sĩ cái phần trăm là bác sĩ phải chịu trách nhiệm đó thì là ít lắm, không có phải làm hoàn toàn hết. Còn cái việc mà xử lý như thế nào á là cũng không có hiểu rõ về nó, và bài của mình nó cũng không có sâu về cái vấn đề đó, thì cho nên là bạn ở đây có bạn nào mà biết được cái vấn đề đó thì có thể chia sẻ thông tin cho cô và mọi người biết được không ạ? Ở đây có ai làm trong cái mảng về lớp mình có người, thì có bên sản xuất nè, bên bên công ty phân phối nè, bên marketing, rồi làm thị trường, làm trình duyệt thì chắc cũng có. Thì đó là những cái phổ biến, thì có ai mà làm bên cái mảng về bên liên quan tới cái thành phần thứ ba á thì mình có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Rồi ngoài ra, rồi vậy thôi, nếu mà thông tin về cái phần này á, nếu mà không có ai bổ sung thêm á, thì mình chỉ có học theo sách, là cái kiểu là nó sẽ có hai cái hình thức trao đổi trên thị trường thuốc, đó là hình thức trao đổi phức tạp, hình thức trao đổi qua lại lẫn nhau ha, và cái cấu trúc của từng cái hình thức nó sẽ giống như trong bài. Các bạn có thể tham khảo sách trang 81. Rồi tiếp theo á, mình sẽ tìm hiểu qua cái phần á, là các cái đặc trưng trong cái quan hệ trao đổi này. Thì á, đối với lại cái xã hội hiện đại á, nói chung thì là quan hệ trao đổi thì nó sẽ bị phức tạp thôi, tại vì cái càng phát triển, càng hiện đại, càng tiến bộ thì nó sẽ chuyên môn hóa từng cái tính chất, vị trí công việc cụ thể hết luôn. Thì nó mà càng chuyên môn hóa thì là cái người đó, người ta càng hiểu rõ cái những cái việc thực hiện tại cái đó, tại tại cái công việc đó của người ta, thì cái việc này á, nó vừa có lợi mà vừa có hại nữa. Kiểu là giống như là các bạn khó có thể linh hoạt được, tác động được từ bên ngoài. Các bạn, người ta hiểu được rất rõ về cái tính chất công việc của người ta nên các bạn sẽ rất là khó tác động từ bên ngoài. Và cái việc mà sử dụng tiền á để trao đổi giữa các cái giữa các cái người hợp tác với nhau á, thì làm cho cái việc mà trên cái thị trường thuốc á nó bị nhiễu nhiều thôi nha, chứ còn cái việc mà chính thống đó thì nó vẫn rất là được đảm bảo. Đâu không phải là bác sĩ nào cũng kê đơn theo cái kiểu là phải nhận tiền mới kê đơn hết, người ta cũng hướng tới người bệnh, người ta có nhiều người ta làm việc đâu có cần những cái nguồn tiền ngoài đâu, người ta có thể phát sinh nguồn tiền thêm từ bên hội thảo này, người ta có thể mở phòng mạch nè. Có thể rất là nhiều nguồn người ta có thể kiếm được, chứ không nhất thiết là phải đợi cái nguồn tiền từ cái việc mà chiết khấu phần trăm hay lợi nhuận. Mặc dù á, là nó thì nó như vậy thôi, nhưng mà trên thực tế thì vẫn có nha, nó vẫn rất là nó tồn tại rất là nhiều, cho nên là không có thể nào tránh được. Chỉ có là mình hiểu, khi mà nó chuyên môn hóa thì mình sẽ hạn chế được cái điều đó rất là nhiều. Nên là những cái đặc trưng của quan hệ này á, nó sẽ đặc trưng của từng cái mối quan hệ, nó sẽ giúp cho mình kiểm soát và hạn chế được những cái mà cái mối giao dịch mà ngoài luồng như vậy. Rồi các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái marketing dược á, thì cái này là cô đã có giới thiệu ở cái bài đại cương marketing rồi, đó là hai cái các bạn thấy quen không, hai cái về về bên gọi là vi mô với lại vĩ mô á. Thì cái vĩ mô ở đây á là nó liên quan tới chính trị nè, về kinh tế nè, về xã hội, rồi về kỹ thuật, khoa học kỹ thuật thì phát triển á, những cái yếu tố mà bên ngoài, những yếu tố mà vĩ mô nó ảnh hưởng đến cái marketing dục, nó cũng giống như marketing chung thôi. Rồi những cái yếu tố mà vi mô cụ thể ở đây á, là về công ty, là về khách hàng, về đối thủ cạnh tranh.
nó ảnh hưởng đến chi phối đến cái hoạt động của marketing dược, y chang như vậy luôn. Nó sẽ đối với quan điểm thì khác nhau nhưng mà cái hình thức hoạt động và vận hành nó sẽ là như nhau, tại vì nó cùng hướng tới cái việc mà điều phối làm sao cho hàng hóa có thể lưu thông được tốt nhất, đảm bảo sử dụng thuốc, đưa đến tiếp cận thuốc đối với tại việc mà chăm sóc sức khỏe của người bệnh, cho nên là nó đều như nhau hết, cái yếu tố ảnh hưởng nó cũng tương tự nhau, nó chỉ là khác cái khía cạnh thôi. Ví dụ giống như yếu tố ảnh hưởng về đây đó, nó sẽ liên quan tới ví dụ về chính trị đi, chính trị nó sẽ thay đổi những cái chính sách mà quy định trong luật rồi nó sẽ hay là nó thắt chặt lại kiểu là quy định gắt gao hơn cái điều kiện thỏa mãn để đạt được hành nghề như thế nào đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hoạt động đó. Nó là kiểu là quy định những cái người mà báo cáo viên á, người ta phải là đạt được cái gì ABCD gì gì đó mới được báo cáo đi, thì nó sẽ là bị cũng bị ảnh hưởng, tại vì bây giờ báo cáo viên á là mời á là theo theo kiểu là hãng người ta thấy cũng sẽ chẳng không có một cái quy định cụ thể nào hết, thì ví dụ như cô nói là lỡ mai mốt nó có một cái quy định cụ thể nào đó, hoặc là người báo cáo viên là những cái người mà phải có cái bằng đạt được cái chứng chỉ gì đó, giống như kiểu là bạn muốn đi dạy thì bạn phải có được những cái chứng chỉ ABC theo yêu cầu thì bạn mới được đi dạy, kiểu là như vậy á, thì mai mốt nó có quy định thì là nó thắt chặt lại cái tình hình hoạt động của marketing dược hơn thôi. Rồi mục tiêu của marketing dược á, nó sẽ có hai cái mục tiêu chính, đó là mục tiêu về sức khỏe và mục tiêu về kinh tế. Nó khác với lại bên marketing chung, là marketing chung chỉ hướng tới mục tiêu về kinh tế, lợi nhuận, hoặc là mục tiêu về thị trường, có nghĩa là tối đa hóa lợi nhuận hay là tối đa hóa thị trường thôi, là đảm bảo về cả độ cái doanh lợi nhuận và cả cái độ phủ sản phẩm trên thị trường. Thì ở đây máy tính dược, nghe chữ dược là nó sẽ xuất hiện liên quan tới sức khỏe con người, thì nó sẽ có cái mục tiêu về sức khỏe. Thì là cái mục tiêu này yêu cầu là dược phẩm phải đạt chất lượng tốt, hiệu quả và an toàn. Đó là lý do tại sao mà cái ngành về bên thuốc á, những cái mà liên quan tới thuốc á, nó được kiểm soát chặt chẽ hơn, tại vì nó cũng là một loại hàng hóa nhưng là một cái loại hàng hóa đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, cho nên nó phải được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn. Cái kiểm soát chặt chẽ ở đây á, là từ cái khâu mà sản xuất, là từ cái khâu mà bào chế thuốc luôn, phát minh được cái thuốc đó, thì nó sẽ phải yêu cầu là phải qua những cái chỉ tiêu nào, kiểm nghiệm chất lượng ra sao, nó có những cái quy định cụ thể rõ ràng và phải đúng như vậy, chứ không có được mang tính định lượng kết hợp, định tính kết hợp với định lượng luôn, chứ không có phải là chỉ là trên yêu cầu là ở checklist là có hay là không, nó sẽ mang tính chất là chính xác luôn, là cái chi tiết cụ thể chính xác là ở đối với lại hàm lượng này hàm lượng kia như thế nào đó. Và cái mục tiêu tiếp theo á, nó là mục tiêu về bên kinh tế, thì cái mục tiêu kinh tế này á, nó sẽ liên quan tới sản xuất và kinh doanh để có thể đạt được cái hiệu quả và giúp cho cái nhà sản xuất đó tồn tại và phát triển trong cái máy tân dụng này á, thì vẫn phải đảm bảo mục tiêu kinh tế. Cái mục tiêu kinh tế này á là để giúp cho cái doanh nghiệp, cái nhà sản xuất thuốc á, người ta tồn tại được trên thị trường và ta đảm bảo được cái lợi nhuận để duy trì tái sản xuất lại. Và khi mà nhà kinh doanh quan tâm đến mục tiêu sức khỏe á, thì họ sẽ phải đặt lên bàn cân á, kiểu là cân nhắc giữa cái hiệu quả chất lượng thuốc, đảm bảo an toàn cho người bệnh và cái lợi nhuận. Mà ví dụ giống như các bạn biết, nhà nhà sản xuất người ta biết được là tôi phải dùng cái công nghệ này nè, nó mới công nghệ mới nhất, nó mới đưa ra được đảm bảo được cái chất lượng thuốc, đảm bảo được chất lượng thuốc luôn luôn ổn định,
đảm bảo được cái độ tan, độ rã, hay là đảm bảo được cái số lượng bào tử đưa ra thị trường đối với lại cái điều kiện bên ngoài á, nó mới đảm bảo là ổn định khi mà đến tay người người bệnh. Nhưng mà nó lại bị ngược lại một xíu, đó là cái tình trạng đáp ứng về kinh tế của nhà sản xuất chưa có đủ cái tầm, người ta chưa có đủ, người ta cũng phải gọi gọi vốn, người ta phải lệ thuộc hay phụ thuộc hợp tác giữa nhiều cái trung gian, không, người ta không có quyết định được cái vấn đề đó. Thì cái chất lượng thuốc của mình á, nó chỉ đạt ở cái mức gọi là đạt chỉ tiêu thôi, đạt tiêu chuẩn chịu mặt gì thôi, chứ nó không có tối ưu. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng thuốc đến người tiêu dùng. Mà để đảm bảo được hết tất cả mọi cái á, thì gọi là kinh doanh mà có tâm á, thì mình sẽ phải chịu thiệt một xíu. Thì thay vì mình lời được 5 phần thì chỉ lời 2-3 phần thôi, thì tùy cái đó là tùy vào cái sự lựa chọn và cái mục tiêu mà các nhà kinh doanh đó người ta muốn hướng tới, người ta hoạt động vì cái mục đích gì, người ta muốn phát triển bền vững cái giá trị cốt lõi người ta muốn mang lại là cái gì, tầm nhìn sứ mệnh của người ta đặt lên trên hết, hay là người ta đặt về mục tiêu kinh tế lên trên hết, hay là người ta đặt tiêu về sức khỏe lên trên hết, là tùy người mỗi người ha. Nên là do vậy á, nó sẽ có mâu thuẫn giữa hai cái yếu tố này với nhau. Và cũng đó là lý do tại sao á mà marketing dục nó được gọi á, là marketing mang tính xã hội. Tại vì nó, nếu như mình làm marketing dược là mình phải phục vụ cho mục đích xã hội nhiều, mục đích xã hội đây là mình phải cân nhắc về sức khỏe với lại kinh tế nè, thì cũng là một cái mục đích xã hội, và mình phải hướng tới người bệnh, người ta mình phải coi người ta người bệnh cần gì để mình cải tiến theo cái của người bệnh, chứ mình không có cải tiến là mình tạo, giống như không có phải là như marketing chung á, là mình sẽ cải tiến, nhiều khi là mình khai thác nhu cầu của khách hàng, mình khai thác cái tiềm năng mà chưa chưa tiềm tàng á, cái mà nhu cầu tiềm tàng chưa xuất hiện á, thì mình khai thác cái nhu cầu đó, tạo tạo cái nhu cầu đó gắn với lại nhu cầu của con người thì nó sẽ khác. Nên là đó là lý do tại sao mà nó sẽ hơi bị khác giữa những cái về quan điểm một xíu. Thì đó cũng là những cái mà thách thức lớn á, trong 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 ngành y tế, tại vì đa phần á, những cái mà người tất nhiên là sẽ có những cái kiểu là con sâu làm rồng nồi canh thôi, những cái mà trường hợp mà thuốc giả, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hay là thuốc kiểu là hàng người ta lấy hàng nhập song song á, rồi phá giá thị trường hay là cái gì á, thì là những cái người mà người ta đặt mục tiêu kinh tế lên nhiều quá, người ta không màng đến cái sức khỏe của con người, thì cái những cái yếu tố đó thì chỉ có là gọi là phát hiện và xử lý thôi, chứ không có chứ 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 không có gọi là triệt để được hết. Tại vì cái này là cái quan điểm của người ta, mà mình đâu có can thiệp được vào cái quan điểm đó được. Và vai trò của marketing dược nó sẽ có hai cái vai trò, là đối với khía cạnh của người quản lý nha, đối với khía cạnh của bên quản lý á, và diện rộng á, thì marketing nó đóng vai trò quan trọng trong cái quản lý kinh tế thị trường, là công cụ quản lý của nhà nước. Quản lý kinh tế thị trường ở đây á, là đảm bảo á, cái giá thuốc mà cho mọi đảm bảo là mọi tầng lớp nhân dân đều tiếp cận được á, mọi người đều có thể tiếp cận với đại thuốc. Đó là cái về bên quản lý thị trường của mình, đảm bảo là về giá tốt nè, về chất lượng thuốc ở cái ở mặt, có thể là có thuốc này thuốc kia tốt hơn hoặc là vượt trội tối ưu hơn, nhưng mà trên tình hình chung á, là vẫn có thuốc điều trị cho những cái người mà người ta không có tiền, hoặc người ta có tiền ít, thì người ta lựa chọn cái thuốc nó cái chất lượng, cái hiệu quả điều trị nó không có đạt hiệu quả cao trong cái thời gian ngắn bằng những cái người mà có tiền nhiều, kiểu là như vậy. Phối hợp thuốc hoặc là dùng những thêm những cái hỗ trợ nào đó đối với lại quản lý vi mô á.
quy mô cụ thể ở đây á, là công ty ha, những cái công ty doanh nghiệp thì marketing dược nó đóng vai trò quyết định cho cái việc mà đưa ra những cái chiến lược marketing của công ty. Cũng phải dựa vào mục tiêu, phải dựa vào cái quan điểm mà công ty muốn hướng đến. Nó không chỉ là mang cái tính chất y tế không, mà nó phải tính kinh tế nữa. Đó, giống như cô nói là nó mang hai mục tiêu, là mục tiêu sức khỏe và mục tiêu về kinh tế đó, thì phải biết cân bằng giữa hai cái mục tiêu này. Và cái vai trò của marketing dược á, nó sẽ mang tính chất đó là cụ thể hơn so với lại marketing chung. Ở marketing chung á, nó hướng tới đối tượng chung nhiều quá, thì tùy từng đối tượng á, nó sẽ có những cái vai trò cụ thể riêng. Còn đối với lại marketing dược đó, là cụ thể nhắm tới đối tượng là người bệnh luôn, thì vai trò của nó sẽ cụ thể hơn, nó khu trú lại cho mình, ý là cái người mà cần tìm đến nhu cầu cho người bệnh. Rồi ở đây á, các bạn cần lưu ý cho cô hồi nãy á, chính như cô nói là lý do mà tại sao cần phải kiểm tra cái thuốc á, nó kiểm tra cái thuốc nó cái chất lượng thuốc, cái đầu vào của thuốc á phải tốt. Tại và lý do tại sao mà thuốc là một cái hàng hóa đặc biệt á, thì đây là cái quy trình thiết kế nghiên cứu và phát triển thuốc mới, nó sẽ phải đi theo từng giai đoạn ha, và những cái giai đoạn này á, nó tốn cái thời gian rất là lâu để có thể chuyển tiếp giữa cái giai đoạn với nhau. Cái việc mà mình sàng lọc, mình coi những cái tài môn đó nha, là nó cũng phải mất cả nhanh lắm là 1-2 năm, còn chưa nói tới là có thể là gặp kiểu là rất vấn đề trong cái việc tìm kiếm này á, thì nó sẽ lâu hơn, tại vì các bạn phải tìm hiểu tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo ở đây là những cái mà về những chứng lâm sàng, những cái mà tổng hợp những cái bài nghiên cứu quốc tế, và ví dụ giống như cái tình hình về cái bệnh đó liên quan tới hết luôn nha. Ví dụ bạn muốn tìm hiểu câu đầu tiên ý tưởng các bạn xong, các bạn phải cần tới những cái luận chứng, những cái căn cứ á, thì những cái căn cứ này lấy từ đâu? Lấy từ các cái bài nghiên cứu báo cáo khoa học. Những cái nghiên cứu này á, mỗi bài nó sẽ có một chút thôi nha, và cái việc các bạn là phải bạn định hướng và tìm ra được cái tầm nhìn cái cho cái việc phát triển thuốc mới của bạn. Mục đích của bạn phát triển thuốc mới, nhưng các bạn không biết phát triển thuốc cho cái đối tượng nào, ung thư ví dụ như ung thư vú đi ha, cho cái đối tượng người bệnh nào, người bệnh người ta là tiền mãn kinh, hay là người bệnh người ta kiểu là qua giai đoạn mãn kinh rồi rồi, hay là những cái người mà đối với thế hệ trẻ như thế nào. Các bạn phải ngoài cái việc đó mà là marketing phân tích thị trường ra, phân tích về cái nhóm đối tượng, hay là cái tỷ lệ bệnh ngày càng phát triển đối với lại nhóm đối tượng nào á, thì các bạn phải phân tích về, phải xem các bài nghiên cứu mà về các cái thuốc, ví dụ như phác đồ điều trị phối hợp của thuốc này với thuốc kia, các bạn muốn hướng đến đó đạt được cái chi phí, hay là chi phí tối ưu, hay là hiệu quả hợp lý, thì các bạn cũng phải tìm ra những cái nghiên cứu, ví dụ tổng hợp các và đưa ra những cái nhìn chung. Ví dụ giống như sau khi bạn tìm hiểu, bạn sàng lọc được, tổng hợp được ở cái khu vực trên trên quốc tế trước, rồi các bạn mới đưa về về cụ thể địa tại cái vị trí địa lý của mình. Thì ví dụ giống như những cái nước phát triển, so sánh những nước phát triển trước, và bên thuốc điều trị ung thư vú á, là cái giá thu nhập bình quân đầu người á, cái khả năng chi trả của người ta là bao nhiêu nè. Rồi cái nhóm điều trị nội tiết, hay là nhóm kiểu là điều trị nhắm đích, hay là nhóm gì đó, thì là cái nhóm nào nó đạt được hiệu quả điều trị trên cái đối trên trên diện rộng nhiều hơn, cái nhóm nào nó hay bị phối hợp thuốc, hay là cái nhóm nào mà kiểu là nó điều đơn trị liệu được tốt,
để các bạn có thể đưa ra được một cái nhận định về cái việc phát triển thuốc mới của các bạn. Ví dụ giống như thuốc mới các bạn có hoạt chất đó rồi, các bạn thêm một cái hoạt chất của cái việc phối hợp, thay vì phải phối hợp dùng hai thuốc với nhau, thì bây giờ các bạn đưa ra thị trường, muốn đưa ra thị trường một cái thuốc mới là không dùng hai thuốc nữa, tích hợp trong một thuốc thôi, thì cái việc đó là cái việc mà các bạn phải đi tìm tài liệu nghiên cứu và những cái chứng minh bằng khoa học mang tính thuyết phục nha. Rồi sau đó đó mình mới phải tạo, mình cũng phải là làm thành một cái, ví dụ giống như cái buổi báo cáo, cái buổi thuyết trình present về cái lý do tại sao mà mình làm như vậy, là khối lượng tài liệu bạn tìm cũng phải khủng lắm á. Và cái người mà làm này là phải có chuyên môn cao, và có phải dành ra rất là nhiều thời gian để phân tích những cái bài báo này, nó mới đưa ra được cái lý do tại sao mà phát triển thuốc thuốc theo cái hướng như vậy. Rồi sau khi mà đã thống nhất tất cả mọi thuyết phục được mọi người với nhau đó, thì mình mới đưa ra những cái chiến lược marketing song song với lại cái việc mà bắt đầu phát triển sản xuất thuốc, tại vì nó sẽ đưa ra theo từng giai đoạn á, và mấy bạn phải cái việc đưa ra cái chiến lược marketing này á, là bắt đầu người ta phải từ cái giai đoạn mà phân tích đối tượng khách hàng từ ban đầu luôn, người ta phải bắt đầu làm khảo sát, người ta phải bắt đầu làm nghiên cứu, chứ không có phải là khi mà thuốc mới có rồi mình mới làm marketing nha. Marketing này á là mình làm, mình đã theo cái dự án á, là mình theo từ cái những cái bước ban đầu luôn, cho nên là đến những cái bước mà khi mà thuốc mà đưa ra thị trường được nhiều người biết đến á, là cái bước gọi chứ không có phải là còn trên giấy nữa, nó sẽ rất là khác biệt. Khi mà thiết kế sản phẩm xong á, đã được duyệt rồi, mình thiết kế sản phẩm đó, thì cái sản phẩm này á, nó phải đảm bảo thông qua được 4 cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, thì cái thuốc các bạn nó mới gọi là hoàn thiện. Thì mỗi trung bình á, cái một thuốc mà để phát triển, để nghiên cứu ra thị trường á, là mất khoảng từ 10 đến 15 năm là trung bình nha, 12 đến 15 năm là trung bình. Chứ còn là chuyện bình thường, tùy theo cái mức độ khó hay là cái mức độ mà kiểu là làm trong lúc mà làm đó mình có bị cái vấn đề gì nữa hay không, thì có 4 giai đoạn lâm sàng các bạn phải kiểm, các bạn ngoài thị trường. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn kiểm tra về hoạt tính sinh học, rồi là khi mà đến cái giai đoạn thứ hai là mình sẽ kiểm tra về độ an toàn và liều dùng. Thì những cái giai đoạn thử nghiệm này á, nó sẽ có những cái đối tượng thử nghiệm khác nhau. Ban đầu á, là mình sẽ thử nghiệm quy mô là phòng thí nghiệm trước, rồi số lượng nó nhỏ, sau đó mình sẽ tăng cái kích thước, cái quy mô thử nghiệm lên trên đơn vị con, số lượng chuột hay là thỏ nó nhiều hơn. Rồi sau khi đảm bảo được cái quy mô thử nghiệm trên trên phòng thí nghiệm đạt hiệu quả rồi, và không có ý là giảm thiểu những cái mức độ về bên độc hại rồi á, thì mình mới bắt đầu thử trên người. Bắt đầu thử trên người thì cũng sẽ có theo từng giai đoạn, là giai đoạn đầu á, là người là tình nguyện thôi, những cái người khỏe mạnh thôi thử thuốc, và cái quy mô của nó, cái số lượng nó ít, sau đó sẽ tăng dần lên nhiều, và cái đối tượng khách hàng mình thử á, nó cũng là những cái người người bệnh, người người ta bị những cái này, để mình đánh giá được cái hiệu quả của thuốc. Đó là giai đoạn thứ ba, hiệu quả về bên và những cái tác dụng phụ của thuốc. Thì những cái này á, nếu mà muốn mà có dữ liệu, có được cái thông tin đầy đủ á, thì nó sẽ phải phải cần cái thời gian rất là lâu, và giống như cô nói đó, là trung bình khoảng từ 12 đến là 15 năm sau khi mà mình đã trải qua ít được đảm bảo được 3 cái giai đoạn thử nghiệm này rồi á, thì mình mới được làm hồ sơ đăng ký một cái thử thách cũng không có kém gì với lại cái phần mà thiết kế sản phẩm thuốc đâu. Tại quy trình ra đúng, chất lượng ra
bạn phải có quen biết, phải có mà đăng ký giấy phép lưu hành được nhanh đó, rồi không thôi là nó bị pending lại là cũng như không thôi, mất mất công mấy bạn phải làm, phải tìm người giải quyết cho được, gỡ ra được cái nút thắt để cho nó đưa tới sản xuất lưu hành đại trà. Thì sau khi mà đưa ra thị trường đại trà rồi, khi mà bạn có cái lưu hành rồi là bạn đã được đưa ra thị trường rồi á, sau khi mà để sản xuất đại trà đưa ra thị trường rồi á, nó vẫn còn một cái giai đoạn kiểm giai đoạn thử nghiệm nữa, là giai đoạn thử nghiệm mà sau lâm sàng, có nghĩa là theo dõi mấy cái mà báo cáo phản ứng tác dụng ADR, phản ứng không mong muốn của thuốc á, nó sẽ hoạt động theo cái hình thức đó là tất cả các trên, tại vì bây giờ nó rộng rồi mình sẽ không có quản lý theo cái ông hình kiểu là phòng thí nghiệm được nữa, nó sẽ tập hợp báo cáo theo đơn R từ các cái vị trí cơ quan hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe đó, người ta sẽ tập hợp báo cáo của từng đơn vị lên trên lên Bộ Y tế để người ta tổng hợp về cái báo cáo đối với loại thuốc, từng loại thuốc, bất kỳ một cái nào đó mình có thể ghi vào. Thì nhiều cái case, nhiều cái trường hợp như vậy xảy ra, sau khi mà người ta đọc tổng kết của một năm á, người ta mới rút ra kết luận là ở cái thuốc đó đối với cái đối tượng đó nó sẽ nó bị có tác dụng phụ, hoặc là đối với lại cái lứa tuổi đó thì mình sẽ cái mà mình dự trù được cái tác dụng phụ của thuốc theo cái phân tích đó, nó còn trên thực tế nó sẽ rất là khác nhau theo cơ địa của mỗi người, hay là cái việc đáp ứng thuốc có tốt hay không, hay là trước đó người ta dùng kèm với loại thuốc nào đó, mình không có gọi là mình không có dự phòng những cái trường hợp đầy đủ hết, những trường hợp thực tế nó sẽ kiểm nghiệm lại những cái mà mình còn thiếu sót, và mình luôn luôn phải theo dõi để cải tiến sản phẩm của mình. Đó là các bước để có được một đưa ra một cái thuốc mới. Thì cái việc đó mà đưa ra một cái thuốc mới này thì những cái công ty nào á mà người ta sản xuất ra cái thuốc mới này á, những cái hãng lớn á, người ta tìm ra có cái công trong cái việc mà tìm ra thuốc, nghiên cứu phát triển thuốc á, người ta phải trả một cái số lượng tiền rất là lớn, tính là chi phí là cả triệu đô á. Thì làm sao để có thể lấy lại được những cái tiền này, thì ở trong marketing dược đó, nó sẽ có những cái luật nó quy định về cái việc mà bằng sáng chế độc quyền, là đối với lại những cái công ty mà người ta nghiên cứu và phát triển ra thuốc mới, là gọi là của người ta luôn á, đứa con tinh thần của người ta, thì người ta sẽ được độc quyền sản xuất thuốc đó trong thời gian á, là từ từ 15 cho tới 20 năm, là sẽ trong cái thời gian mà bằng sáng chế độc quyền và bảo hộ độc quyền nó có thời hạn là 15 đến 20 năm tùy theo loại thuốc. Và sau đó, sau cái thời gian 15 đến 20 năm đó đó, thì những cái công ty mà sản xuất thuốc khác á, người ta muốn sản xuất thuốc đó đại trà á, thì người ta sẽ phải chuyển giao công nghệ những cái công ty đó mới được sản xuất. Chứ còn cái trong cái thời gian đầu tiên á, trong cái 15 20 năm đó, khi mà còn thời hạn của bằng sáng chế độc quyền á, thì cái công ty ở ngoài mà sản xuất đó là sẽ vi phạm, có thể bị kiện hoặc là bị bồi thường hay là như thế nào đó. Còn khi mà nó đã tới cái giai đoạn mà bạn có thể sản xuất ra cái thuốc generic đó, nó rẻ hơn. Đó là lý do mà tại sao khi mà đưa ra thị trường mà đại trà nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với lại những cái thuốc mà mới các bạn tìm. Ví dụ như các bạn thấy á, đối với lại mặt hàng hồi đó, cái thời mà hồi đó ai không biết, ở đây các bạn có người nhà ai điều trị thuốc bên vòng dòng viêm gan C không? Đối với lại viêm gan C, cái thời mà hồi đó cách đây cỡ 8 đến 10 năm á, cái việc mà điều trị á rất là tốn rất là nhiều tiền, một viên thuốc có thể lên tới cả ngàn đô một viên á, tại vì nó là một cái thuốc sản xuất mới ở bên Mỹ. Có nghĩa là mình biết được thông tin thuốc đó nhưng mình không có khả năng để mình xài, bác sĩ cũng là cái người gợi cho mình thôi, người ta nói là có thuốc điều trị như vậy nhưng mà mình có đảm bảo được điều trị hay không, thì mình mới chấp nhận điều trị, thì người thì mình phải đi tìm cái thuốc đó nữa, chứ không phải là bác sĩ là cái người mà giới thiệu
mình đã cung cấp cái thuốc ở đâu, mình phải là người đi tìm mua cái thuốc đó, nó rất là khó khăn. Rồi chưa nói nha, tác dụng phụ của thuốc đó nó cũng nhiều hơn khi mà chưa cải tiến á. Phải nói chung là điều trị rất là mệt, phải chích thuốc trị ung thư vậy á, rất là khó, đó là khổ sở cho bệnh nhân vào cái giai đoạn đó. Nhưng mà bây giờ đối với lại viêm gan C thì nó trở nên dễ, có những cái công ty mà sản xuất kiểu là thuốc generic á, giống như Ấn Độ nè, người ta sản xuất, người ta có nguyên liệu đầu vào rẻ, người ta sản xuất thuốc á, cái giá thành thuốc nó sẽ hạ xuống, mặc dù là nó vẫn mắc hơn so với lại những cái thuốc khác trên thị trường, tại vì thuốc đặc trị mà một hộp là mười mấy triệu, có 30 viên thì là một viên giá cũng mấy trăm ngàn viên á, thì những cái thuốc đó nó sẽ rẻ hơn so với lại cái thuốc mà khi mà nó mới phát triển á, thì người dùng sẽ tiếp cận dễ hơn. Và cái tác dụng phụ của nó sau nhiều năm á, sau 15 đến 20 năm mà đưa ra thị trường á, thì nó cũng sẽ được cải thiện. Thì bây giờ đối với lại bệnh nhân viêm gan C á, người ta chỉ điều trị trong vòng, nếu như mà đáp ứng điều trị tốt đó nha, và những cái người mà người ta phát hiện được ở cái giai đoạn mà người ta có cái khả năng phục hồi tốt, gan người ta còn khỏe, thì người ta chỉ theo phác đồ là người ta chỉ dùng trong vòng có 3 chai thuốc, là có nghĩa là trong vòng 3 tới 4 tháng người ta kiểm tra nồng độ virus lại á, thì nó là hết hoàn, nó được kiểm soát và nó hết hoàn toàn là được, là cái người ta đã hết bệnh rồi đó, mình đã điều trị khỏi viêm gan C. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp cô là viêm gan B á, thì là nó không có điều chưa, nó chỉ có vaccine nó phòng, có vaccine phòng nhưng mà lại không có điều trị được nếu như mà nhiễm viêm virus viêm gan B nha. Còn viêm gan C á, nó không có vaccine phòng bệnh, nhưng khi mà mắc á, mình bây giờ hiện giờ là đã có thuốc điều trị dứt điểm, nó khác nhau nha. Thì do là nếu như mà mình bị viêm gan B á, đã những cái trường hợp mà bị hiện giờ mà hiện đại bây giờ mà bị viêm gan B á, thì đa phần á là mẹ truyền sang con, hoặc là những cái người mà hồi thời mà chưa có chích vaccine á. Chứ còn hiện giờ thế hệ của mình á, thì là ít cái trường hợp này mà có thể bị lắm. Nếu mà các bạn trẻ bây giờ mà có bị á, thì là hồi đó người ta bị, ba mẹ bị nhưng mà là không biết á, thì có thể là bị do là kiểu là mẹ truyền sang con, thì những cái người đó người ta sẽ uống thuốc ức chế kháng virus. Nếu mà trong cái trường hợp mà người ta khỏe, người ta sống có thể có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp và người ta theo dõi thuốc điều trị thuốc đều đặn á, thì có thể là người ta không có dùng thuốc, bù lại người ta dùng những cái hỗ trợ. Nhưng mà có những người là người ta bị phát ra triệu chứng những cái tổn thương ở bên gan á, thì người ta phải dùng thuốc, thì dùng thuốc có là nó giúp ức chế cái lượng virus thôi, chứ nó không có diệt hết virus, nó đưa virus về ở trạng thái là ngủ đông thôi, chứ nó không có diệt được hoàn toàn giống như là viêm gan C. Viêm gan B là mình chỉ có phong tỏa nó lại thôi, chứ mình không có gì triệt để nó được. Rồi cái mà đối với lại những cái người mà người ta bị viêm gan B mà các bạn người ta thấy người ta đỡ rồi mà người ta không có tuân thủ điều trị, người ta không có dùng thuốc liên tục và người ta không có tái khám thường xuyên á, giống như kiểu là những cái người nông dân hay là những cái người mà ở tỉnh nhiều ở quê, người ta không có biết được cái tầm quan trọng với việc mà tái khám rồi tuân thủ điều trị á, thì khi mà nó tái tái đi cái nồng cái lượng mà virus trong người trong 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 người của mình đó, nó không có được kiểm soát á, thì nó bùng lại á, là chỉ có ở cái giai đoạn cấp thôi là rất là dễ đi. Còn cái viêm gan C thì bây giờ là rất là thoải mái rồi, chỉ cần điều trị theo đúng phác đồ là ok. Đó là cô lấy một cái ví dụ điển hình cụ thể của một cái thuốc để cho mấy bạn dễ hình dung trong cái việc mà về phát triển thuốc mới, là về giá thuốc, về bên về về bên sản phẩm nha. Rồi tiếp theo á, các bạn cần lưu ý cho cô một cái nữa là về cái chiến lược sản phẩm ở trong cái marketing dược, thì nó cũng giống như marketing chung á, là nó sẽ có các cái chiến lược sản phẩm, ví dụ giống như, nhưng mà marketing
chiến lược sản phẩm của marketing chung đó, nó sẽ nhiều hơn. Còn ở đây đó, nó sẽ khu trú lại đặc trưng đó là bốn loại. Ở đây là chiến lược sản phẩm bắt chước, sản phẩm sống đôi, sản phẩm mới hoàn toàn và sản phẩm cải tiến. Thì nãy giờ là mình giới thiệu về chiến lược sản phẩm mới hoàn toàn rồi đúng không? Thì sản phẩm mới hoàn toàn là nó phải áp dụng về bên cái bằng sáng chế bảo hộ độc quyền thôi, và những cái quy định cụ thể, thoảng lại những cái quy định cụ thể về điều kiện kiểm nghiệm, đăng ký thuốc rồi mới nhập khẩu thuốc, số đăng, nói chung là làm những cái quy trình thủ tục rất là rườm rà rắc rối để có thể đưa thuốc ra thị trường. Còn cái sản phẩm cải tiến á, thì mình cũng tương tự giống như bên marketing chung là mình sẽ, ở đây cụ thể là mình sẽ thay đổi dạng bào chế này, giống như kiểu là viên nó bự quá, hoặc nó cái viên bào chế nó bự quá. Mấy bạn thấy mấy cái viên kháng sinh không, mấy cái viên kháng sinh mà 500 mg mà của mặc dù là những của những cái hãng lớn luôn nha, người ta dập viên nén á, ví dụ nhóc men tin này nọ, viên thuốc rất là bự, mặc dù là nó đã công nghệ tiên tiến nhất có thể rồi nha, nhưng mà một cái viên thuốc của nó rất là bự. Thì bây giờ các bạn có thể, một số người ta nghiên cứu là sản phẩm cải tiến, cái viên thuốc nó bự như vậy thì bây giờ mình sẽ thiết kế qua một cái dạng khác để cho cái nó nhặt nó nhỏ hơn, hoặc là nó tiện dụng hơn, ví dụ giống như là thuốc gì, ống nước hay là cái gì đó, nói chung là dễ uống nhất có thể đối với lại cái dòng sản phẩm đó của công ty nha. Đang nói cụ thể là về công ty đó đang có mặt hàng thuốc kháng sinh dạng viên. Bây giờ feedback của khách hàng là viên này bự quá, khó uống, cái lý do sản phẩm không có cạnh tranh được với lại thị trường là do mà đối tượng khách bình thường là người già nữa, người ta uống người ta hay nghẹn, người ta sợ. Thì mình bắt buộc mình phải cải tiến sản phẩm, hoặc là mình đưa ra những cái phối hợp nào khác, đó là sản phẩm cải tiến. Rồi mình có sản phẩm bắt chước, ở đây nó sẽ có một cái xuất hiện một cái thuật ngữ mới, đó là về chiến lược sản phẩm bắt chước. Thì sản phẩm bắt chước này á, là nó thường được áp dụng đối với lại những cái công ty mà ở tầm thấp á, những cái công ty trung, doanh nghiệp mà trung bình với lại doanh nghiệp trong nước áp dụng, những cái hãng lớn sau khi mà đã sản xuất ra thị trường, nghiên cứu sản xuất thuốc ra thị trường rồi á, thì cái công ty nhỏ đó là nó bắt chước, giống như xuất hiện đối thủ cạnh tranh đó, đối thủ cạnh tranh cũng là bắt chước lại của mình ha. Thì nó sẽ thường áp dụng đối với lại những cái công ty nhỏ lẻ, những cái công ty này á, nó không có đủ kinh phí trong cái việc mà vận hành, đầu tư kinh phí vào cái việc mà research and development, nó không có những cái phòng chuyên nghiên cứu và phát triển thuốc, nó chỉ có phòng bên bên sản xuất và bên kiểm nghiệm, kiểu là kiểm nghiệm chất lượng thuốc theo từng lô thôi, chứ nó không có đầu tư về cái mảng về bên nghiên cứu phát triển thuốc. Cho nên nó là nó sẽ dùng chiến lược là sản phẩm bắt chước. Tuy nhiên á, thì cái sản phẩm này á, nó sẽ có hiệu quả, nó sẽ không có không 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 có cao bằng cái chất lượng, không có cao bằng cái chất lượng sản phẩm này của công ty gốc đâu. Giống như hàng brand name với lại hàng mà generic á, thì giá thành luôn đi kèm với lại chất lượng mà. Kiểu là bạn thấy cân nhắc hợp lý thì bạn xài thôi. Không, bây giờ ở trên thực tế là không bao giờ có cái nào mà ngon bổ rẻ hết đó, chỉ có là ngon bổ và cái giá hợp lý với bạn thì bạn mua thôi. Chứ còn nếu mà ngon bổ rẻ thì mấy bạn coi chừng là nó hàng nó chỉ là cái vỏ thôi, nó không có chất lượng. Giống như kiểu mấy bạn mua đông trùng hạ thảo này, hay là mấy bạn mua kiểu là mấy cái sâm nè, nhiều khi mấy bạn thấy là nó là cái phần sản phẩm cụ thể để bạn cầm nắm được, đúng không, là cái phần sản phẩm cụ thể là như vậy. Nhưng mà cái phần mà cốt lõi á, cái phần sản phẩm cốt lõi của các bạn á, là hoạt chất á, thì đâu có ai, người bình thường người ta đâu có đi định lượng cái nồng độ hoạt chất sâm ở trong đó là bao nhiêu. Nhiều khi mấy bạn phơi khô, hoặc là cái độ bảo quản của bạn được người ta chiết, người ta lấy ra hết mấy cái hoạt chất đó, mấy bạn công nghệ người ta chiết tất rất là cao, người ta lấy ra được hết, mấy bạn còn cái xác thôi, mấy bạn uống xác thôi. Mặc dù mấy bạn mua thì giá nó cũng kiểu là thấp hơn một xíu thôi, chênh lệch một xíu thôi, lại bị đánh vào tâm lý khách hàng là sản phẩm càng cao thì sản phẩm giá càng cao thì chất lượng càng cao đó, người ta lại
bị từ những cái chiến lược mà đưa ra nó lại đánh ngược lại bạn á, là kiểu là như vậy á. Chỉ có những người mà người mua lầm thôi chứ người bán không lầm như vậy á. Cho nên là chỉ có là ngon bổ hợp lý thôi ha. Và cái chiến lược tiếp theo đó là chiến lược về sản phẩm sống đôi. Thì cái sản phẩm sống đôi này á, giống như kiểu là cô nói là ở một cái công ty đó nó sẽ có hai cái phần phân khúc khách hàng là chung một cái loại hoạt chất là paracetamol, nhưng mà đối với lại người lớn thì là hàm lượng như vậy là hàm lượng 500, đối với lại con nít thì là hàm lượng 250, thì nó sẽ ra sản phẩm sống đôi cho đáp ứng của từng cái loại nhu cầu của đối tượng của mình là người lớn hay là trẻ em, là kiểu là cái hàm lượng đưa ra được cái chất ra được cái sản phẩm sống đôi ha, thì là nó sẽ khác với lại cái marketing chung của mình một chút, là nó sẽ xuất hiện thêm cái sản phẩm sống đôi và cái sản phẩm bắt chước. Còn đa phần là ở bên marketing chung đó, nó là thiên về định vị sản phẩm là nhiều, định vị lại sản phẩm là giống như người ta thêm một cái phần, người ta xác định cái phân khúc khách hàng lại, cái thị trường lại để người ta cải tiến sản phẩm. Thì ở bên marketing dược đó là người ta sẽ có những cái cụ thể hơn, nó đặc đặc thù riêng của đối với lại đối tượng khách hàng là người bệnh. Thì nãy giờ bốn cái chiến lược này á, nó sẽ mấy bạn cần quan tâm á, là đến cái việc mà so sánh giữa các cái công ty với nhau. Nãy giờ cô hay nói là đối với lại công ty mà sản xuất thuốc 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 gốc đúng không, với lại công ty mà sản xuất thuốc generic đúng không, thì bây giờ là đó là đây là những cái chính sách marketing bốn cái chữ B tương đương với lại bốn cái công ty, tương đương với lại hai dạng công ty dược phẩm hàng đầu, thì nó sẽ thường áp dụng những cái chính sách nào. Công ty dược phẩm hạng trung và công ty dược phẩm trong nước thì nó sẽ áp dụng những cái chính sách nào. Như các bạn thấy á, thì cái sản phẩm bắt chước hồi nãy cô nói á, là của công ty nhỏ lẻ đúng không, những cái công ty mà mới á, người ta đầu mạnh dạng người ta đầu tư tiền để người ta nghiên cứu phát triển, thì người ta sẽ ra những cái sản phẩm mới, hoàn toàn là sản phẩm cải tiến, và giá cũng vậy, chất lượng người ta, công nghệ người ta tốt cao cấp, người ta đảm bảo được cái hiệu quả chất lượng thuốc người ta sẽ và cái thương hiệu người ta có nữa. Giống như những cái cùng là một dạng BBI, cùng là Omeprazole của bên AstraZeneca, giá một viên thuốc nó mắc hơn gấp đôi, 20 mấy ngàn một viên, mà những cái công ty khác ví dụ giống như công ty thuốc Việt Nam của mình hoặc là công ty hàng Ấn Độ đấy, một viên thuốc của nó 10 ngàn, 8 ngàn, 9 ngàn hoặc là rẻ hơn cũng có nữa. Thì nó dùng cái chính sách giá để xâm nhập và cái chính sách giá linh hoạt để nó tiếp cận với lại thị trường. Và bình thường cái công ty lớn á, người ta sẽ niêm yết giá hết luôn, tại vì thuốc người ta bây giờ nó đã mắc lên rồi, đã mắc là ở đỉnh rồi, người ta có thay đổi á, thì bây giờ có giảm xuống á, nó vẫn mắc hơn so với lại những cái đối thủ cạnh tranh, thì người ta sẽ dùng cái chính sách một giá hết, người ta niêm yết giá của người ta hết, trừ khi nào người ta chủ động người ta tăng thêm giá lên, là đối với lại những cái trường hợp mà lạm phát hay là kiểu là nó khan hiếm nguồn hàng, nguồn nguyên liệu là như thế nào đó cái kiểu đó, thì người ta mới chủ động tăng giá luôn. Chứ còn nói đó là lý do tại sao những cái công ty mà lớn, công ty hàng đầu người ta làm việc rất là uy tín là vậy đó. Còn những cái công ty mà nhỏ lẻ người ta lúc nào cũng linh hoạt biến động ở thị trường hết, và những cái đó đó thì nó lại làm cho ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng hình ảnh của doanh nghiệp người ta rất là nhiều. Rồi chữ B tiếp theo là về chính sách phân phối, thì chính sách đối với lại công ty hàng đầu người sẽ chọn chính sách phân phối độc quyền và phân phối chọn lọc, tại vì hàng người ta là hàng có giá cao, những cái giá trị mà hàng cao, những cái hàng thuốc kiểu thuốc 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 đặc trị á. Rồi còn cái phân phối mạnh đó là đối với lại công ty nhỏ lẻ, kiểu càng bình dân càng tiếp cận nhiều người, lấy số lượng bù qua để tìm doanh thu ha. Thì cái phân phối mạnh này đối với lại những cái mặt hàng thuốc thiết yếu, thuốc mà ở đâu các bạn cũng có thể mua được á, cảm ho sổ mũi dị ứng, những cái thuốc kiểu là như vậy, tìm tới nhà thuốc là nó có liền.
những cái hàng phân phối độc quyền nó sẽ khó kiếm hơn, các bạn phải tìm qua giới thiệu từ người này người kia, hay là kiểu là những cái người nào quan tâm tới những người ta bị bệnh đó, người ta mới tìm hiểu những cái thuốc đó thôi. Rồi chính sách, chữ B cuối cùng, chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của cái công ty mà hàng đầu á, người ta sẽ dùng biện pháp là tuyên truyền trực tiếp, làm hội tổ chức hội nghị hội thảo đối với lại các hãng, chi phí người ta lớn, người ta có nè, nhiều hơn là người ta quảng cáo gián tiếp hơn, tại vì người ta nhắm vào cái đối tượng, người ta muốn đảm bảo cân cân nhắc giữa và cái chất lượng và cái hiệu quả kinh tế mà người ta muốn phát triển lâu dài nữa, thì đó là cái lý do tại sao luôn người ta luôn luôn phải làm những cái chiến lược nó chất lượng hết. Còn bên những cái công ty mà kiểu hạng chung hay là thì họ sẽ dùng đa phần là dùng quảng cáo hoặc là tụ những cái đơn vị nhỏ lẻ, nhưng mà đơn vị này sẽ thiếu chuyên nghiệp hơn. Rồi bây giờ mình đã hết bài của mình đi tới bài cuối cùng của bên marketing dùng đó, thì mấy bạn có cái ý kiến nào về bài không? Tại vì bây giờ cô đang ngồi cái phòng mà nó có cái wifi của cái phòng mà dạy á, nó có vấn đề, cô đang ngồi nhờ phòng cho nên nó là cũng ảnh hưởng đến mọi người, nên là cô cố gắng cô dạy nhanh nhất có thể để cho bạn vừa nắm được bài, để làm bài kiểm tra, với lại là mấy bạn hiểu được hết cái nội dung của bài, là những cái mà chính nhất của bài đó là cô đã nói hết rồi á, thì là hôm nay mình có thể kết thúc sớm hơn một chút, là 4:30 mình ngưng, thì là bây giờ là có hai cái phần bữa là cô có nói mấy bạn về đọc thêm á của bài chính sách phân phối á, hai cái phần phụ thôi, nó không có liên quan gì tới phân phối cho lắm, đó là về bên cái hoạt động quyết định phân phối hàng hóa vật chất với lại cái marketing tổ chức bán buôn và bán lẻ á, thì ở hai cái phần đọc thêm đó cô kêu mấy bạn là coi á, thì các bạn khu chú cho cô là các bạn phải phân biệt được á, bán buôn, cái hình thức bán buôn và hình thức bán lẻ nó khác nhau như thế nào, và đối với lại tùy vào từng cái trường hợp bán buôn thì nó sẽ có những cái hình thức kinh doanh gì đối với lại trường hợp buôn, và hình thức kinh doanh gì đối với lại trường hợp bán lẻ, và những cái nét đặc trưng, đặc điểm, giống như là kiểu là ưu điểm và nhược điểm của hai cái hình thức này, đó là về bên cái phần đọc về bên marketing tổ chức bán buôn và bán lẻ, tại vì nó có hình thức đa dạng lắm, nhưng cô chỉ thường hỏi một câu là ví dụ giống như cửa hàng chuỗi đi là của cái hình thức nào, là thức bán buôn hay là bán lẻ kiểu là như vậy, hay là kiểu là cái mà bán thì cần phải qua cái yếu tố nào kiểu là như vậy, và cái phần đọc thêm thứ hai đó là quyết định phân phối hàng hóa, thì cái phần này nó cũng rất quan trọng lắm, không quan trọng đâu, chỉ là các bạn hiểu được là các bước để có thể phân phối hóa bao đến từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng đó, là bao gồm các cái quy trình nào, cái ấy cần có, rồi các bạn phải mà các bạn vận chuyển như thế nào, về bên đơn vị vận chuyển của bạn, về bên cái nơi dự trữ hàng, rồi cái số lượng hàng trong kho là khi nào cần để có thể tái đặt hàng lại lần sau, thời điểm nào có thể quyết định, và cái đối với lại doanh nghiệp nào á, mình cần loại hình doanh nghiệp nào á, là mình phải xây dựng kho, loại hình doanh nghiệp nào mình đi thuê 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 kho bãi thì cái nào nó là phù hợp hơn, rồi những cái yêu cầu trong cái việc mà vận chuyển á, để đảm bảo được chất lượng hàng hóa như thế nào, đó là những cái mà
mình cần quan tâm về mình đọc hiểu thôi. Rồi bây giờ cô sẽ gửi slide hai cái bài, bài 5 với bài 6 cho đại diện hai lớp, đại diện 4 lớp, 5 lớp ha. Rồi xong rồi bài bài thi á là cô nói cô gửi ở bên phòng kỹ thuật rồi, thì bên đó người ta nói là sẽ đăng bài vào sáng ngày mai, sáng thứ hai, và mở bài cho đến 12 giờ đêm của ngày chủ nhật tuần sau. Đó là hôm nay là ngày 31 đúng không? Sáng mai